gì? Hôm nay vừa thấy trên livestream có một cái nụ cười trắng lắm này. Cười gì trắng nhỉ? Nụ cười gì trắng lắm. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ là công phải qua chỗ Linh và Linh phải qua chỗ công. Tớ Linh qua Đấy. chỗ công được nè. Đấy, chúng mình qua nhau. Đây, Linh qua được nè. Tôi xong rồi. No. Ok, được. Nhưng phải lấy hết được cái kim cương này. Chúng mình phải hợp tác rồi. Tinh thần đồng đội rồi. Ôi giời ơi, trơn quá. Bình tĩnh, để tôi làm băng tan boy cho. Băng tan đi. Đây 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 đây, sao cứ chiếu vào đầu công đấy. Rồi, chiếu nốt vào chỗ kia. Đúng rồi, tuyệt vời. Amazing. Bút chụp em. Em ơi, thế thì bây giờ mình đi khổ lắm. Mình đi trên băng, mình đi rất là chậm luôn đi. Không có thấy khổ đâu. Ăn... Ăn sơ hở là sóc là sao? Wow, hey. Bấm mày đi. Đừng đừng bấm mà mày. Đừng trơn quá, trơn quá. Trơn trượt như là con cá chuối. Cá chuối là con gì? Từ từ cho không ăn nốt cái kim cương. Không thể để về đích trước được. Rồi, rồi được rồi. Mystery ơi, về trước đi, ai về trước làm chó? Ơi mày, ai về sau mới làm chó chứ? Ai về trước làm chó? Go go. Nè. Này, cái gai gai đó mình dẫm vào có bị làm sao? Không, không sao đâu. Không luôn hả? Trời ơi, hay đi vậy. Đi là biết hả? Đi thử đi, đi trước đi. Đó. Nào nào, bình tĩnh. Trơn quá. Hà Thảo Linh đã ăn thử cái xà bi trưởng ở Hà Nội chưa? Chưa. Thế nào, đi làm tí thôi. Mày làm tí hợp lý rồi. Được. Bao giờ? Mai đi luôn. Hay mai luôn à? Mai luôn đi, vội luôn đi. Bye. Nào nào, xuống đi. Nhanh lên con. Nhanh lên rồi còn đi ăn xà bi trứng. Đừng làm thế nữa con ơi. Đau đớn quá. Ôi trời ơi. Để yên, để công. Đứng yên. Làm được, công đẩy cái đít của nó lên là được. Đấy, được không? Đấy, sai. Chuyển chuyển nha, phải nó bên kia xem. Đây, chiếu vào cái hình vuông ở bên kia. Đây, qua đây này. Béo. Tiếp đi, để nó, béo. Để nó đóng băng cái này đã. Đấy, hay không? Đấy, thấy công. Đẩy nốt vào cái màu đỏ đi. Đấy, thấy công. Đẩy nốt vào cái màu đỏ đi. Thấy công cute không? Đấy. Đấy, làm cái gì? Đẩy xuống nó thành nước. Nó giận. Nước. Đẩy xuống nó ra nước. Cái chỗ này không đẩy lên được, vấn đề là không đẩy ấy lên, gạt nó lên. Đấy, gạt này. Không được, em đi không đẩy lên đây được. Bây giờ công đi ra kia đi, xong rồi công đẩy cái đèn màu đỏ ra để em Linh nhảy lên. Thích dậy không? Đánh rồi bây giờ. Và vẫn không đẩy xuống. Được, nè, không đẩy được. Nhảy mà, trời đất ơi. Nó làm nhảy. Không á, nếu mà có đánh thì nhớ đánh vào mông nha. Ê, smart ơi! Nói gì đây? Để mai nhá, ngày mai gặp đánh luôn. Thích cần gì đó. Tôi chỉ đùa thôi mà. Sao cậu lại tưởng nó là thật như thế? Yêu yếu. Thật luôn, được không? Ngày mai luôn. Đừng. Từ từ nhá, bây giờ Hà Thảo Linh thử đi ra cái bên ngoài. Không không, bên ngoài, đây đây đúng rồi. Đấy, đấy xong nhảy. Hà Thảo Linh nhảy. Đấy, cần cái gì nữa đâu, trời đất ơi. Thế thì mất công làm cái trò kia quá. Xong rồi còn đánh vào mông. Đống vào manh, manh. Đống vào manh. Rồi. Đây đây đây. Ôi ơi, ăn bát tô cơm rồi. Trời ơi, trời ơi. Ngu nết trời ơi. Chơi như thế thì mai phải gì thôi nhẹ. Ngày mai là phải đóng một manh á. Mai đi ăn sao bị trưởng. Được. Phải đi. Được, ngày mai đi. Này nói tí trên stream. Ngày mai các bạn ra phải cam. Được. Ui được. Để mai mình đi ăn chỗ khác. Mai phải thấy anh em cắm mắt. Cắm mắt kín. Chị nó lên đâu. Thôi xong. Anh không nhiều rồi. Rồi, toàn luôn. Từ từ đợi công với, đợi công. Đợi công đã, bình tĩnh. Chill. Chill đi. Chill. Yêu yêu. Yêu yêu. Yêu yêu. Onicha. Yêu yêu. Yêu yêu. Yêu yêu. Yêu yêu. Yamete a. Cái gì đấy? Hồi nếu thế thì. Ê, được không?
Thấy công tốt bụng không? Nào, từ từ. Sao mà bây giờ đây? Cô chú em chỉ thấy anh thôi đây. Tắt đèn. Trơn quá, trơn. Muốn quắc như là Michael rồi. Máy chiếu cho tôi. Không, câu không phải là máy chiếu. Là máy gì? Máy dập. Hơi đùa đấy. Đi thôi. Meow. Hình như là Linh ấn vào cái nút đỏ thì cái cửa này mở ra này. Ừ, nhưng mà vấn đề là bây giờ nó là cái băng rồi, em Linh không đẩy lên đấy được. Ôi giời ơi, hóa ra là lợi dụng công nha, lợi dụng nha. Lợi dụng kiểu gì? Bây giờ công đừng đi, em Linh gạt một xanh cho. Lợi dụng thì cứ nói là lợi dụng đi. Lợi dụng còn ngắn thế thôi, lợi dụng thì chắc là thân lợi dụng. Lợi dụng thì cứ nói là lợi dụng đi, chứ sao lại cứ nói là không lợi dụng thế? Chưa bao giờ trong đời em lợi dụng người nào khác nhá. Tôi chỉ lợi dụng mỗi công thôi đấy. Ui cái đi. Vận trai 12 bên. Rồi. Mình sẽ đi vào đây đúng không? À, đừng! Đừng Linh ơi, Linh! No, đừng. Cho ra đi. Muốn ra lắm rồi, cho ra đi. Muốn ra lắm rồi à? Muốn ra lắm rồi. Thôi, đi. Đi, cho ra đi. Đi, nhận tiếp đi. Đi, đi. Ai đi sau làm chó nhé. Khốn nạn thế. Cuối cùng tôi đợi cái giây phút này lâu lắm rồi. Chó mà. Ơi, thằng chó. Chó má quá nhỉ. Chó, đi sau làm chó. Linh làm chó. Hình như map mới đúng không? Ơi này quá mán luôn, quá mán. Ngon luôn con, ngon. Nhưng mà bây giờ em Linh đứng đây xong rồi công chặn cho em Linh. Đúng rồi. Hết. Ai. Nhảy xuống đâu được. Không được rồi. Được rồi. Kẹt rồi. Kẹt con ơi. À được đây được đây, đi vào đi. Không vào đi. Vào đi. Hey. Đi vào đi. Không có được. Đây. Lọt rồi. Đâu, thế là tí nữa là Hà Thảo Linh đi đâu, nói ra xem nào. Đi đánh danh để thua. À, thích đánh danh để thua không? Quá. Đánh cho bây giờ. Đánh thì đánh vào. Ê, mà. Này thì hư này. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy, happy, happy. Đây để công. Không. Không cần, đi ra đấy đi. Không cái mông ấy. Đây. Hà Tử Linh phải đi để công giữ cho. Xong rồi là xuống gạt cái cần kia kìa. À. Gạt cần kia để làm gì nhỉ? À, để đẩy cái kia xuống thì phải. Để đẩy công cái. Tắt cật đầu. À. Đi nhanh lên nào. Hà Tử Linh có thể nào cho công xem nụ cười được. Cười gì? Này nụ, hả? Nụ đây. Cười trắng. Đây. Rất đang cười. Không, có chuyện nụ cười đâu. Đấy không phải nụ cười đâu. Nụ cười đấy là gì? Nụ cười trắng sáng ấy làm gì? Không phải nụ cười đấy đâu. Không phải nụ cười xong rồi là giơ hai cái ngón đấy đâu. Cười gì? Đấy, cái nụ cười mà lúc nhìn view ấy. Nhìn view là lúc nào nhỉ? Quên mất rồi. Đấy, cái nụ cười này, nếu mà tính cái nụ cười đấy là $100 đấy em à. Ôi trời ơi, rồi. Rồi bắt bố mày. Phải bỏ ra gần đấy tiền để bố mày xem tí nụ cười.
Chết. Mà rõ ràng giàu thế lại còn khều nữa con. Khều. Thì nó cũng phải có cái giá của nó chứ. À, giá tưởng để sao với hành. Tôi không ăn hành. À được. Ui giời, giờ này em không ăn hành á. Kệ ui. Ui. Ghệ ơi, trông ghệ xinh chưa? Áo áo còn tình tương. Cho cái mặt rất kháu để tình khôn. Tình lúc sẽ tự sinh ngoan. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nói mời em một lời trước khi rời. Đêm thay buồn phiền những đêm trời. Ây chà, từ từ nhá, thế thì cái đoạn này bây giờ chúng mình phải phi qua thế nào? Trong khi đấy nếu như bây giờ mà ấn cái nút này thì... Phải ấn thử mới biết được. Phải thử mới biết được, xem đây. Yeah. Ủa, rồi sao, cái, sao đi được cái đó ra? Công thử chạy hết sức mình đi, chạy hết được đi, dùng hết tất cả những gì mình có đi. Chạy bằng cả tính mạng của mình đi. Đi đây! Chạy bằng cả tính mạng của mình đi! Chạy bằng cả tính mạng của mình đi. Đừng quên. Hết rồi, không còn gì nữa rồi. Không, vẫn chạy kịp ba, thử lại đi. Hồng Kông 1 rồi. Vì ai mình chẳng còn gì. Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng, lời mật ngọt còn thầm thì em bước sang